Vân và Jenna Anh Phương. Các bạn ở trong diện nghi ngờ, xin mời các bạn lên sân khấu ạ. Và chúng tôi sẽ truy tìm thủ phạm. Ai đã gửi lá thư cho Đức Anh? Thailand Chan Chan, xin mời. Mọi người sai nếu rồi. Các người đã thành tâm muốn biết thì tôi đây sẽ sẵn lòng trả lời. Sẵn sàng, ngồi xuống đi. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền và bình của trái đất, chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Trung Huy. Thưa quý vị, là hiện thân của con người chính nghĩa, thịt sĩ lợn Trung Huy. Xin giới thiệu khách mời Duy Luân. Chan, xin mời. Boom. Oh. Wow. 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 Chương trình xin phép xác định luôn là trong ba cô gái mà chị sẽ nêu tên, một trong ba người ấy là người đã khao khát và muốn chương trình mời Đức Anh đến đây để chia sẻ một điều gì đó rất bí mật. Không phải chị Luna với chị Hương. Em nói đúng rồi đấy. Ủa? Đấy. Không phải Luna và không phải Hương. Nó quá ngoài vòng nghi phạm, đúng không? Dạ. Em nghĩ nghi phạm hôm nay là ai nè? Em không biết nữa. Nó điều tra vụ án đi. Thì chị bật mí luôn. Phương Dung, Trần Vân và Jenna Anh Phương. Các bạn ở trong diện nghi ngờ, xin mời các bạn lên sân khấu ạ. Và chúng tôi sẽ truy tìm thủ phạm. Ai đã gửi lá thư cho Đức Anh?